Hello, yes, tôi tên Hân thì hôm nay tôi sẽ làm demo về cái pedicure mới, cái Ultimate Pedicure. Thì trong sản phẩm New Skin mình có 5 sản phẩm mà để mình có thể dùng được trên pedicure. Cái sản phẩm đầu tiên thì cái Bar Bath Butter, cái thứ hai là cái Soul Solution, cái thứ ba là cái Ice Dancer, Firewalker and also Body Serum Gel. Thì mình phải dùng cái máy dòng Spa 2 với cái đầu là mình dùng cái đầu cho body. Thì trước hết thì mình làm pedicure bình thường, sau đó rồi mình làm xong cái chân đó rồi mình sẽ bỏ lên, mình bỏ cái mình làm chân xong thì dùng cái máy xong thì mình lấy cái nóng đắp lên thì mình bắt đầu cái chân bên này. Thì anh ấy làm xong cái chân bên này xong, bây giờ anh làm cái chân chân kế tới. Thì trước hết mình dùng cái pha cái eye sensor. Thì cái eye sensor bỏ lên cái khác. Thì cái eye sensor là nó giúp cho đánh tan những cái co giãn của bắp cơ. Sau khi mình đòi đi đứng nhiều quá thì mình, cái bắp cơ mình nó co lại, thì làm cho giãn bắp cơ. Cái file worker bỏ trên bàn chân từ ở má cá xuống, thì cái file worker nó giúp cho cái máu lưu thông tốt hơn, tại vì cái trọng lượng cơ thể của mình nó đè lên chân thì cái làm chân mình bị tắc nghẽn những cái mạch máu lên chân mình, máu không lưu thông làm chân mình bị đau nhức, nhất là nhất là dưới gót chân và dưới bàn chân. Thì mình thoa lên, thoa đã đều ra xong mình bỏ cái body serum gel lên, tại vì cái body serum gel là nó có điện âm. Thì cái body serum này nó giúp cho nó đẩy cái eye sensor và cái firewalker rồi sâu trong da người ta, trong khách hàng. Mình thoa đều xong rồi mình dùng cái máy bỏ số 4, bỏ số 4, đồng thời mình cầm cho đụng cái màng inox này, và đồng thời tay kia mình phải cầm ở trong chân người khách và tay phải ướt, thì quý vị sẽ nghe được cái tiếng beep là lúc cái máy đang chạy. Và cái bước đi á, thì mình đi ở dưới mình đẩy lên này, hơi mình hơi đè một chút xíu, chậm xuống thì mình đi nhẹ lên đè xíu, mình đi đều hết chân để cái máy nó đẩy sâu cái gel sâu trong cái chân, trong da người ta. Và cái chân này thì nó đặc biệt, nó khác những cái chân thường của mình hiện giờ đang có trong tất cả các nail salon. Thì mình những cái sản phẩm của supply là nó chỉ cái chất lượng của sản phẩm không có, đồng thời nó không có đẩy sâu trong cái da, nó chỉ phía ngoài da, cho nên khi mà khách là hàng làm chân xong á thì khách hàng ra về thì không không còn cái cảm giác gì hết trơn. Nhưng mà chỉ có cái mà khách hàng còn nhớ là cái nước sơn sơn trên móng chân. Còn cái pedicure của cái pedicure mới này thì mình dùng cái máy Garmin Spa thì nó đẩy sâu vô trong cái da của khách hàng, thì nó tái tạo lại những cái làn da mới, giống như cái Soul Solution nó giúp cho cái nứt chân, cái Firewalker thì nó giúp cho máu lưu thông trên trên bàn chân, dưới lòng bàn chân, và cái Eye Sensor là nó giúp cho tan cái những cái bắp cơ bị co, nó làm như giãn cơ lại cho chân mình khỏe. Và những người nào mà những người khách nào mà có cái những cái mạch máu, cái gân máu mà nó nhiều quá thì mình dùng cái chân này, cái service này thì nó giúp cho chân người ta được không có bị đau nhức và không có sưng. Cái chân này thì mình làm lên cho khách thì nó đẩy sâu trong da, thì nó giữ được cho khách hàng cảm được cái chân nó được vài ngày. Thì mình bấm lên số 4 thì nó máy tự động là 5 phút cho mình cứ đi đều hết chân của khách hàng. Và đồng thời khi mình đi thì máy mình để nằm sát sợ cái tiếp xúc của cái đầu nó nhiều hơn. Mình đỡ đứng dậy thì nó cái tiếp xúc từ tiếp xúc của nó không có nhiều. Thì cái tác dụng nó không cao.
khi mình đánh xung quanh lên chân thì nên đi vô những cái nhượng, là cái nơi hay là những cái kẽ chân là những cái chỗ mà nó hấp thụ nhanh đó, nó absorb khi sản phẩm nhanh vô, mình cảm giác được lâu được nhiều hơn, nhanh hơn. Ở dưới lòng chân thì ngay ở giữa lòng chân này mình đợi cái máy đứng, đồng thời mình đẩy vô để mình release cái giúp được cái stress. Đồng thời dưới gót mình đợi ngang, đẩy vô, đồng thời xoay cái máy, vừa đẩy vừa xoay cái máy lại. Sau khi cái chân mà làm xong thì mình ta cảm thấy được là cái chân, cái da người ta nó căng phẳng, nó firm, đồng thời nó, tại vì mình dùng cái body shaping gel thì nó giúp cho đánh tan cái tế bào mỡ, làm da căng lại. Cho nên nhiều phút mình làm cho khách á, mình sẽ thấy được cái khách một chân nó nhỏ hơn một chút xíu. Sau khi khách làm chân xong thì khách hàng sẽ cảm thấy được cái chân mình nó nhẹ hơn, tại vì nó giúp cho máu lưu thông tốt hơn và làm cho cái sự co giãn của cái bắp cơ được thoải mái, và cái gót chân hay là dưới lòng bàn chân thì nó được dùng cái soft solution để giúp cho chân mình mịn màng hơn.